Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Kiếm Hiệp Vâng thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay Kênh Chuyện Kiếm Hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Hắc Chỉ Cung của tác giả Giả Cổ Long Phần thứ 6, hồi thứ 18 Thánh Ma Nhị Kiếm cùng xuất hiện Gặp lại người tính khí như xưa Tiểu tử đi ở phía trước có phải là Hà Tính Lượng không? Lúc này mỗi khi Hà Tính Lượng nghe có tiếng người hô hoán đều phải nghĩ đến những trận giao đấu. Vừa là vô vị vừa là không sao tránh khỏi. Tuy nhiên ngay khi Hà Tính Lượng phải quay lại vì lời hô hoán bất chợt. Liền buông tiếng thở dài nhẹ nhõm. Vì nhân vật kia ngoài dáng vẻ bên ngoài thật sự uy nghi nẫm liệt. Với một thanh cổ kiếm dắt thở sau vai. Còn có một vẻ mặt thật đoan chính không che giấu chân diện, tức không phải người của quần kiếm hội, không vẫn y phục tuyền một màu cũng không phải người của ngũ độc giáo. Hà tính nợ khoan tâm lên tiếng. Tiền bối vừa mới gọi văn bối. Xin thứ cho văn bối vì kiến văn hổ lậu nên không thể nhận biết tiền bối là ai. Nhân vật kia càng minh chứng sự quang minh chính đại khi ông Dung thổ lộ tính danh ta họ hoàng đơn danh là thục vì có biết qua loa đôi chút về kiếm pháp nên được đồng đạo giang hồ thường gọi là thánh kiếm hà tính lượng giật nảy mình vòng tay thi lễ ra là thánh kiếm hoàng tiên bối đứng trước thái sơn mà vẫn bối không biết thật đáng hổ thẹn thánh kiếm hoàng thục khiêm nhu bảo chỉ là chút thư danh mà thôi người bất tất phải quá lời sau lần tình cờ hội diện với bàng sơn trưởng đả gian tả kiểu như trực hà tính lượng càng thêm tin tưởng vào những nhân vật được xếp vào hàng danh môn chính phái chàng giữ lễ trước thánh kiếm hoàng thầu khi lên tiếng hỏi chẳng hay hoàng tiền bối gọi văn bối lại là có điều gì chỉ dạy thánh kiếm cười nhẹ ta có nghe câu chuyện có liên quan đến ngươi ở thần nữ miếu hỏa lạc Chấn là cao độ hẳn phải xuất tự danh sư Ta thật tình muốn biết liệt sư là cao nhân nào Chẳng hay ngươi có thể nói ra cho ta biết không Hà tính lượng đáp Thủa sinh thời ân sư được mọi người biết đến qua một danh hiệu Không lấy gì nằm mỹ biểu Xọa tăng Thánh kiếm kinh nghi Xọa tăng ư là hỏa thượng ngốc Danh tự này thật tình ta chưa hề nghe Ngươi nói thật chứ Vãn bối đâu dám đem danh hiệu của ân sư ra hí lộng Vậy xọa tăng lệnh sư là người thuộc môn phái nào Có phải là thiếu lâm phái không Do không biết nên hà tính lượng thật thà đáp lại Văn bối không dám giấu Văn bối không hề biết xuất xứ của ân sư Ánh mắt nhìn của thánh kiếm hoàng thục chợt thay đổi Nhưng không tin hà tính lượng này không biết đến xuất xứ võ học của sư phụ Tuy nhiên thánh kiếm nếu có nghi ngờ thì chỉ để trong lòng Còn ngoài miệng thì lại hỏi Ngoài điều đó ra ta còn nghe trên người ngươi có mang theo huyết bài tín vật trước kia của tà kiếm hà tĩnh lượng gật đầu thừa nhận điều tiền bối nghe quả không sai ngươi có thể lấy huyết bài ra cho ta xem qua không nhận lấy huyết bài từ tay hà tĩnh lượng thánh kiếm hoàng thục sau một lúc xem xét liền gật gù bảo huyết ngọc là một loại ngọc quý hiếm điều này chứng tỏ rằng đây đúng là huyết bài tín vật duy nhất của tà kiếm ngoài ra trên huyết bài này còn có lưu lại tiêu ký của tà kiếm càng minh chứng thêm sự xác thực của huyết bài nghe thế hà tính lượng không thể không tỏ ra băn khoăn hoàng tiền bối nói rằng có dấu vết tiêu ký của ta kiếm ở trên huyết bài ư là dấu vết gì mong tiền bối chỉ điểm cho mỉm cười thánh kiếm hoàng thục hững hờ hỏi người đã giữ huyết bài này bao lâu rồi hà tính lượng buộc lòng phải đáp nếu không kể thời gian hơn 5 năm năm Văn bối được hồng nhị nghĩa tiền bối cưu mang huyết bài này luôn kể cận bên người ván bối ngươi nói như vậy là có ý gì ngươi đã từng lưu ngụ tại hồng gia trang của hồng thu lánh ư chuyện xảy ra từ lúc nào tám năm trước khi văn bối cứ phải lang thang vất vưởng không người nuôi dưỡng có một lần văn bối được hồng trang chủ cứu nguy tám năm ư ngạc nhiên vì thời điểm mà hà tính lượng vừa nói thánh kiếm hoàng thục sau một lúc nhẩm tính lại hỏi Tiếp đó thì sao Là ta muốn hỏi về phản ứng của Hồng Thu Lãnh Khi biết ngươi có lưu giữ huyết bài này Hà tính lượng có phần hồ Nghi vì sự quan tâm khá rõ rệt Của Thánh Kiếm đối với việc này Nhưng vẫn lên tiếng đáp lại Phản ứng của Hồng Trang chủ như thế nào Thì khi ấy văn bối do hãy còn khờ dại Nên không nhớ rõ Văn bối chỉ biết rằng Hồng Trang chủ đã cất giữ mảnh huyết bài thay cho văn bối. Nói như người thì Hồng Thu Lãnh đã có một thời gian dài lưu giữ huyết bài hơn 5 năm cho đến khi Hồng Gia Trang bị thiêu hủy bởi người của ngũ độc giáo. Ngũ độc giáo? Người nói Hồng Gia Trang bị thiêu hủy là do ngũ độc giáo ư? Ừ, có thật không? Do Hà Tĩnh Lượng không biết rằng bấy năm nay việc Hồng Gia Trang bị thiêu hủy đã là điều bí ẩn cho giới võ lâm. Nên Hà Tĩnh Lượng có phần kinh ngạc trước sự ngạc nhiên của Thánh Kiếm Hoàng Thục. Hà Tĩnh Lượng gật đầu thừa nhận. Khi đó ván bối cũng có mặt chính xác là kim tuyến xà đường ngũ độc giáo đó thiêu hủy hồng gia trang nếu đã vậy tại sao ngươi không bị bọn ngũ độc giáo giết hại vì khó thể giải thích cho thánh kiếm hiểu nếu không thuật lại ngọn ngành như đã thuật cho kiểu như trực nghe hà tĩnh lượng đành tìm lời nói cho qua toàn bộ gia nhân hồng gia trang đều phải thảm tử ván bối không phải ngoại lệ tuy nhiên rất có thể là do mạng của văn bối hay còn lớn nên cuối cùng vẫn còn toàn mạng hờ ngươi lại phúc lớn và mạng lớn đến thế sao hay là ngươi chưa nói thật với ta có phần khó chịu vì sự vặn hỏi của Thánh Kiếm Hà Tĩnh Lượng vội hướng câu chuyện trở về đề tài cũ trước đó sự việc như thế nào văn bối đã nói tất cả rồi còn về tiêu ký của Tả Kiếm thì sao tiền bối lần thứ hai ánh mắt nhìn của Thánh Kiếm lần nữa lộ vẻ nghi ngờ tuy nhiên Thánh Kiếm vẫn thả nhiên cho qua và lên tiếng giải thích điều mà Hà Tĩnh Lượng đang muốn biết Thánh Kiếm hỏi kể ra ngươi đã giữ huyết bài khá lâu vậy ngươi có nhận thấy trên huyết bài có đặc điểm gì khác lạ không do mảnh huyết bài vẫn còn ở trên tay thánh kiếm nên khi nghe hỏi hà tĩnh lượng đành phải vận dụng trí nhớ để tìm ra lời đáp cho câu hỏi của thánh kiếm hà tĩnh lượng khi đã nhớ liền dè dặt đáp lại ngoài một vết nõm thật nhỏ trên mặt huyết bài vẫn bối không hề thấy một đặc điểm nào khác đó có phải là điều mà tiền bối đang muốn đề cập đến không thánh kiếm gật nhẹ đầu không sai theo ngươi từ đâu mà có vết khuyết này Dựa theo mẫu đối thoại trước đó Hà Tính Lượng kêu lên Đó là do tà kiếm cố tình lưu lại Thánh kiếm lại gật đầu Phạm loại ngọc nào cũng vậy Tuy rất cứng nhưng lại dễ vỡ khi bị va chạm mạnh Để lưu lại được tiêu ký vào huyết ngọc Kiếm pháp của ta kiếm phải đạt được mức thượng thừa Và nhờ kiếm pháp thượng thừa Nội lực đạt mức thu phát vì tâm Tà kiếm đã dùng kiếm chiếu thượng thẳng để lưu lại tiêu ký công lực mà kém một chút thì không thể lưu lại tiêu ký thừa một chút thì huyết bài sẽ vỡ vừa đến điểm tới nền dừng lại phi tà kiếm không một nhân vật nào thực hiện được điểm này lời giảng giải của thánh kiếm tuy đơn giản nhưng đó chính là nguyên lý tối diệu của kiếm đạo hà tĩnh lượng tuy tư chất thông tuệ nhưng đâu dễ gì hiểu được ngay do đó cho dù thánh kiếm đã dừng lời nhưng hà tĩnh lượng vì mãi nghĩ suy nên vẫn cứ đứng lặng Tuy nhiên không vì Hà Tĩnh Lượng không lên tiếng mà không cảnh trở nên vắng nặng. Ngược lại có một câu phát thoại do một đệ tam nhân nào đó phát ra lấp ngay vào khoảng trống. Lời bình phẩm cứ như rất am tưởng về kiếm pháp của tả kiếm. Không nên lão hoàng người đã từng đối chiêu với tả kiếm. Hà Tĩnh Lượng nghe mà kinh ngạc. Nhân vật dám gọi thánh kiếm một cách sách mé là lão hoàng này, lão hoàng kia. Hắn phải có uy danh không kém mấy so với thánh kiếm hoàng thục. Còn nếu như câu hỏi kia là sự thật, chiếu theo lời giải thích của Kiều Như Trực về cách hành sự kỳ quái của tà kiếm, không lẽ thánh kiếm đã từng làm điều gì xấu xa nên mới phải đối chiêu với tà kiếm? Nét mặt bỗng trở nên bừng đỏ thánh kiếm vội quát lên. Ma kiếm, chính ta vốn bất lưỡng lập, hoàng mẫu đâu còn hạng ta mà ngươi phải mở miệng nói xen vào. Ma kiếm, hai âm tiết này vừa được thánh kiếm nhắc đến, gợi nhớ cho hà tĩnh lượng một nhân vật có ánh mắt nhìn đầy tả khí đến cả làn hơi lạnh bốc ra từ khắp người của nhân vật đó cũng đầy tả khí đó chính là trưởng phu của cửu ma bà bà mà hà tĩnh lượng đã có lần nhìn thấy ở hắc chỉ lâm quả nhiên chính là nhân vật đó đang đường hoàng lộ diện vẫn với ánh mắt nhìn lạnh như băng ma kiếm lên tiếng với giọng nói ma quái tránh tả thì sao không phải lão hoàng ngươi đã có phần đố kỵ với tà kiếm như ma kiếm ta sao Thánh kiếm vẫn đỏ mặt phản bác Hoàng mỗ không việc gì phải đố kỵ với ta kiếm cả Thật vậy ư Vậy họ hoàng ngươi dựa vào đâu mà bình phẩm về kiếm pháp thượng thừa của ta kiếm Nếu không phải nó từng là bại tướng Dần dần trấn tĩnh lại Thánh kiếm ném mảnh huyết bài về phía ma kiếm và ông dông giải thích Đấy ma kiếm ngươi cũng là danh ra về kiếm thuật phải không Ngươi có thể nói gì về tiêu ký được tà kiếm lưu lại trên huyết bài này tuy đưa tay chộp lấy mảnh huyết vải được thánh kiếm ném qua nhưng ma kiếm không một lần xem qua ngược lại ma kiếm đã ném trả lại cho hà tĩnh lượng và thản nhiên lên tiếng ta tự biết mình không là danh môn chính phái ta cũng thừa nhận rằng ta đã từng là bại tướng của tả kiếm nhờ đó ta có thể khẳng định rằng chỉ có ai đã từng giao chiêu với tả kiếm mới có thể nhận biết được tiêu ký của tả kiếm Tiểu tử, dù ngươi phải hay không phải là hậu nhân của tả kiếm, dù lát nữa đây có thể ta sẽ giết ngươi để rửa mỗi nhục bại năm nào dưới tay tả kiếm, ta vẫn khuyên ngươi một điều. Qua những lời đối thoại giữa ma kiếm và thánh kiếm, Hà Tính Nượng ngỡ rằng chàng đã là nhân vật thừa ở đây. Nào ngờ Hà Tính Nượng lại nghe ma kiếm thẳng thừng nói như vậy. Dẫu vậy tuy biết rằng khó tránh khỏi trận giao đấu với ma kiếm, nhưng nàng nam nhi đại trưởng phu hà tính lượng vẫn bình tâm lên tiếng. Ma kiếm tiền bối định khuyên văn bối điều gì. Thái độ không hề sợ sệt của hà tĩnh lượng khiến cho ma kiếm không khỏi thán phục. Tiểu tử quả là hạng khí khái bất phạm, đáng để nghe lời khuyên của ta. Hở, ngươi nghe đây, phạm đã là người giang hồ mấy ai lại không một lần lầm lỗi và đã lầm lỗi nhất là những nhân vật hữu danh có mấy ai lại không chạm mặt với tả kiếm do đó ta khuyên ngươi nên cẩn trọng với tất cả mọi người nhất là với ai không hề tỏ rõ địch ý với ngươi như nó họ hoàng kia đó chẳng qua chỉ là khẩu phật tâm xả mà thôi trước lời nói hàm ý châm chọc khá lộ liễu của ma kiếm thánh kiếm hoàng thục không thể không có phản ứng thánh kiếm vụt gầm lên ma kiếm rõ ràng là ngươi muốn kiếm chuyện với ta mà ma kiếm xin xít cởi lên ha ha hà nào phải chỉ là kiếm chuyện nếu họ hoàng ngươi không ngại ma kiếm ta sẵn sàng lãnh giáo cái gọi là thánh kiếm của ngươi thánh kiếm giận dữ tuốt kiếm choang ta cũng muốn biết kiếm pháp của hạng tà ma như ngươi có chỗ nào ma quái để được gọi là ma kiếm nào đỡ véo không chậm và dường như là đang đợi điều này ma kiếm cũng nhanh nhẹn rút kiếm ra kêu Vậy thì tiếp chiêu Víu Không thể không lưu tâm đến lời khuyên của ma kiếm Hà tính nượng do có chủ ý riêng Nên thay vì thừa cơ hội bỏ chạy Thì lại an nhiên quan sát kiếm chiêu Của hai nhân vật đại danh ra về kiếm thuật Một tà một chính Một ma kiếm một thánh kiếm Cả hai thoạt ra tay đã phô diễn ngay những chỗ tinh túy nhất của kiếm thuật và không cần quan sát nhiều. Chỉ sau năm bảy chiêu kiếm tận lực bình sinh của cả hai nhân vật thành danh nhở kiếm, Hà Tĩnh Ngượng dễ dàng nhận định được thực lực nên khẽ lẩm bẩm. Không phải là ma kiếm cũng không phải là thánh kiếm. Nhân vật kỳ bí đã có lần dùng kiếm định hạ thủ ta phải là ai bây giờ? Vương kiếm đã bị mất đi bàn tay hữu, không lẽ nhân vật có kiếm pháp thượng thẳng đó chính là quỷ kiếm. Đó là Hà Tĩnh Nượng đang nghĩ đến lần chàng suýt chết dưới kiếm chiêu biến nào của một nhân vật tự nhận là người của quần kiếm hội. Chính nhân vật này đã làm cho ngực áo của chàng phải rách rời thay cho sinh mạng. Chàng đã hồi tưởng lại kiếm chiêu lanh lẹ của nhân vật đó và so sánh với kiếm chiêu ảo diệu của ma kiếm lẫn thánh kiếm. Do mãi suy nghĩ Hà Tĩnh Lượng không ngờ rằng đang có người len nén tiến về phía chàng từ phía sau. Khi Hà Tĩnh Lượng nhận ra thì đã muộn, Hự. Hà Tĩnh Lượng đã bị kẻ đó âm thầm hạ thủ và khống chế huyệt đạo, vút không một lần mở miệng kẻ đó âm thầm thi triển thân pháp và mang chàng cùng đi được một lúc thời gian ước đủ để cháy một nén hương nhân vật nọ bỗng dừng lại và ném chàng xuống đất vì bị ném xuống theo tư thế nằm sấp nên hà tĩnh lượng không nhìn được gì chàng chỉ nghe được mà thôi thoạt tiên là câu hỏi có phải là hắn không kiều hộ pháp Và lời đáp lại mang một âm sắc mà hà tĩnh lượng thoạt nghe đã nhận ra đúng là hắn dư đường chỗ tìm được hắn ở đâu đó là âm thanh của bàng sơn trưởng đã gian tà kiểu như trực. Âm thanh đáp lại không phải là âm thanh đầu tiên phát thoại. Thay vào đó là giọng nói của một nữ nhân. Nữ nhân đó bằng một giọng đầy uy quyền hạ lệnh. Đã hắn nằm ngửa mặt lên vào giải khai huyệt đạo cho hắn. Có người làm theo mệnh lệnh và ngay lập tức Hà Tĩnh Lượng liền nhận ra cả ba nhân vật đương diện đang nhìn chằm chằm vào chàng. Ngoài một nhân vật mà chàng đang có dạng nghi ngờ là kiểu như trực, hai nhân vật còn lại thoạt nhìn qua Hà Tĩnh Lượng đang nhận ra ngay người đã khống chế và vừa giải huyệt cho chàng chính là lão khất cái năm nào mà chàng đã gặp tại hồng gia trang đường chủ kim tuyến xà đường ngũ độc giáo và nữ nhân còn lại chính là hồng mỹ cơ nay đã mang lại tính danh thật là chắc ngọc cơ như kiểu như trực đã mách bảo đọc được ý nghĩ của chàng có sắc diện rõ ràng là kinh ngạc chắc ngọc cơ cởi nhẹ tiểu lượng người đã nhận ra bổn giáo chủ rồi ư nụ cười của chắc ngọc cơ xem ra thì bình thường nhưng lại gợi nhớ cho hà tĩnh Nượng những hành vi ngược đãi mà nàng ta đã từng đối xử với chàng hà tĩnh Nượng thở dài và nhắm mắt lại giáo chủ giờ đã có một thân thế rõ ràng không lẽ giáo chủ vẫn còn muốn tiếp tục hành hạ tiểu lượng này nữa sao hà tĩnh Nượng nghe có tiếng nàng đáp lại năm xưa vì ngươi luôn tỏ ra hơn hẳn bổn giáo chủ đương nhiên bổn giáo chủ phải có thái độ thích đáng còn bây giờ hà tĩnh lượng vụt mở mắt ra còn bây giờ thì thế nào? Ha ha ha! Bây giờ thì vẫn vậy. Vì ngươi hiện đang là đại địch của bổn giáo. Bổn giáo chủ đâu dễ dàng bỏ qua cho ngươi như kiểu hộ pháp đã làm. Nghe thế Hà Tĩnh lượng tuy có phần lo no lắng nhưng lòng nghi ngờ đối với kiểu như trực thì lại giảm đi quá nữa. Hà Tĩnh Lượng lại nhắm mắt Là giáo chủ muốn nói đến việc của xích thiềm thử đường Hay việc tiểu lượng có được tấm thân bách độc bất xâm Lời đáp của Trác Ngọc Cơ làm cho Hà Tính Lượng càng thêm lo sợ. Cả hai nhưng trước khi bổn giáo chủ xử trí ngươi, bổn giáo chủ có điều muốn hỏi ngươi. Chàng cười nhẹ. Sao giáo chủ không bảo là truy vấn buộc tiểu lượng phải đáp mà lại khách khí nói là muốn hỏi. Chắc Ngọc Cơ dít lên. Người muốn nghĩ sao cũng được. Ngươi đừng quên tính khí của bổn giáo chủ là thế nào qua những gì đã xảy ra ở Hồng Gia Trang trước kia. Nghe thế hiểu ngay là nàng, nàng ta muốn nhắc đến những lần khốn đốn mà chàng đã chịu đựng trước kia. Hà tính đạo vụt đổi mặt nằm giận và trừng mắt quát lên. Chuyện trước kia tài hạ còn chưa muốn nói đến. Giáo chủ nay có thân phận hơn người. Vậy có dám cùng tài hạ so tài để phân cao hạ không? Chắc Ngọc Cơ bật cười lanh lảnh, Hà hà hà. So tài ư ừ, bổn giáo chủ tuy không sợ ngươi nhưng thật sự ngươi làm gì có cơ hội hiểu ngay là chắc ngọc cơ luôn lợi dụng mọi cơ hội sẵn có để đạt được mục đích mà bất chấp cách thức thực hiện hà tính lượng gầm lên tâm địa của cô nương còn độc hơn cả rắn rết không có ai xứng làm giáo chủ ngũ độc giáo bằng cô nương chắc ngọc cơ vẫn cười trước lời nói chê bai và mỉa mai của chàng lời của ngươi không hề sai đa tạ ngươi quá khen nếu ngươi đã rõ tâm địa của bổn giáo chủ thì ngươi nên tỏ ra ngoan ngoãn thì hơn nào việc hồng tung lãnh đúng là người của quần kiếm hội ngươi biết đích sách chứ nghe chắc ngọc cơ hỏi như thế hà tính lượng liền đoán ra có lẽ sau khi chia tay với chàng kiều như trực về sống gặp giáo chủ nên đã bẩm báo tất cả và kiều như trực có lẽ đã dùng tin tức này để biện bạch việc tại sao kiều như trực đó không bắt giữ hoặc hạ sát chàng như mệnh lệnh của giáo chủ đa ra và giờ đây chỉ cần chàng thừa nhận lại những gì chàng đang nói với kiều như trực chắc chắn sau đó chắc ngọc cơ sẽ hạ sát chàng mà không hề tỏ ra ngần ngại hà tính lượng còn đang suy tính thì não khất cái vì nôn nóng nên quát hỏi thế nào tiểu tử nếu biết ngươi bướng bỉnh như thế này thì ba năm trước buồn đường chủ đâu để ngươi sống sót chàng trừng mắt nhìn lão rất tiếc là lão thất phu ngươi không sớm đi tìm ta bằng không bọn xích thiềm thử đường đâu phải uổng mạng bốp lão khất cái vột tát vào một bên mặt của chàng và quát lên tội đó của người ta không vội nhắc đến ngươi nói mau có phải hồng thu lãnh đích thực là người của quần kiếm hội không và thật là bất ngờ có một câu nói chợt vang đến thay cho hà tính lượng hồi thứ mười chín đang cật vấn hội chủ xuất hiện đổi thay giáo chủ đổi lập trưởng họ hồng đúng là người của bản hội bọn ngươi thật to gan mới dám tự tiện dò xét nội tình của bản hội ai kẻ nào là quân kiếm hội không riêng gì lão khất cái đường chủ kim tuyến xả đường Mà đến cả chắc Ngọc Cơ và Kiều Như Trực Cũng phải vừa kinh ngạc vừa giận dữ quát tấm lên Vì ngay ở phía sau họ Người vừa phát thoại đã hiện diện từ lúc nào mà không một ai hay biết Đó là một nhân vật che kiến chân diện với một thanh kiếm dắt chéo sau lưng Riêng Hà tính lượng tuy không lên tiếng Nhưng vẫn âm thầm dò xét nhân vật vừa xuất hiện Âm sắc trong giọng nói của nhân vật này hoàn toàn khác với nhân vật kỷ bí đã từng dùng kiếm pháp tuyệt luân để uy hiếp chàng và nhân vật này vẫn đổ đầy hai bàn tay nên không thể là thiên hạ mỹ vương kiếm hoàn toàn loại bỏ thiên hạ mỹ vương kiếm ra khỏi diện nghi ngờ hà tĩnh Nượng giờ đây chỉ còn chờ xem kiếm pháp của nhân vật này để thử xem đó là nhân vật nào trong thánh ma quỷ tam kiếm cương vị là giáo chủ ngũ độc giáo chắc ngọc cơ lên tiếng các hạ là người của quân kiếm hội đã gặp bổn giáo chủ còn chờ gì nữa mà không tự báo danh Nhân vật nọ vẫn ông dung Bản nhân là hội chủ quần kiếm hội Chắc Ngọc Cơ giật mình Các hạ là hội chủ ha, ha, ha. Nhân vật nọ chờ khi chắc Ngọc Cơ cười xong mới hỏi Tiểu liễu đầu cười gì vậy Bị gọi là tiểu liễu đầu Chắc Ngọc Cơ với bản tính không hề nhân nhận Một ai biển quát mắng Tên thất phu hỗn sợ bổn giáo chủ Cười vì khi không ơi lại đưa thân đến nạp mạng Nhân vật nọ cười rộ lên Nạp mạng ư Hà 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 Cầm Lão thất phu ngươi cười gì Hừ, tiểu liễu đầu còn chưa tạ ân tha mạng của bản nhân trước kia Mà còn dám mắng bản nhân ư Chắc Ngọc Cư kinh ngạc Ngươi có nằm mơ không vậy Ngươi mà tha mạng cho bổn giáo chủ ư Nhân vật nọ cười lên một tiếng đắc ý Chuyện xưa rồi ngươi vì không biết nên mới nói như thế thôi nhưng ở đây có lẽ chỉ có họ dư kia là có thể nhớ. Nghe thế dư đường chủ của kim tuyến xà đường. Vì ý khích bác người nên là họ dư luôn khoác bộ y phục rách dưới như bọn khất cái lộ vẻ ngạc nhiên. Giữa bổn giáo chủ và quần kiếm hội chỉ có thể là thù chứ không thể nào nạp bằng hữu. Làm gì có chuyện các khả đã từng tha mạng cho giáo chủ bổn giáo. Không nói không rằng nhân vật nọ vụt rút kiếm ra và khoáng vào hư không vài lượt sau khi cho kiếm trở lại sau lưng nhân vật nọ mới hỏi Dư đường chủ có nhận ra kiếm pháp mà bản nhân vừa phô diễn không? Ngờ ngỡ dư khất cái kêu lên khe khẽ Không lẽ là ngũ độc kiếm quyết Nhân vật nọ cởi lạnh Đã rõ rồi chứ tiểu liễu đầu Năm xưa nếu bản nhân không lưu mạng cho ngươi Thì lúc này ngươi còn sống để trở thành một giáo chủ mà thị uy trước mặt bản nhân không? Hiểu ra chính nhân vật này là kẻ đã đánh cắp ngũ độc kiếm quyết và còn làm cho bản thân phải thất lạc khỏi sơn môn từng ấy năm chắc ngọc cơ rít lên thì ra là ngươi tên họ lưu đê tiện dư đường chủ kiều hộ pháp hãy vận dụng mọi tuyệt kỹ bổn giáo để giết ngay hắn và thu hồi lại ngũ độc kiếm quyết không sợ nhân vật nọ còn uy dũng nạt nên ngừng lại đáng nào chắc ngọc cơ vẫn từng bước tiến lên và nở một nụ cười âm hiểm ngươi đã sợ rồi sao ha 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 bản nhân sợ hay kẻ sợ phải là ngươi ngươi là giáo chủ mà lại không thông tình đạt lý chút nào cả ngươi nói đi tại sao bản nhân lại sợ chắc ngọc cơ từ từ nâng cao ngọc Thổ lên có ai lại không biết bổn giáo đã thành danh và tồn tại là nhờ vào độc ngươi có bản lĩnh kháng độc ư nhân vật nọ lại cười ngươi quả là ấu trí ngươi thử hỏi họ dư xem người đã luyện được ngũ độc kiếm cần phải có những gì kinh nghi chắc ngọc cơ đưa mắt nhìn sang dư đường chủ và nàng càng thêm nghi hoặc khi trông thấy sắc diện thật khác lạ của lão khất cái họ dư hắn đang muốn nói điều gì dư đường chủ họ dư đáp nhẹ hắn hắn nói đúng hắn không sợ độc với bản thân hắn nếu luyện được ngũ độc kiếm phải tinh thông về độc nhân vật nọ cười lớn hà 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 dư đường chủ còn biết thêm điều gì về ngũ độc kiếm nữa không sao không nói ra luôn cho tiểu liễu đầu nghe Họ dư lắp bắp Ngươi, ngươi Chắc Ngọc Cơ mơ hồ cảm nhận có điều bất ổn vội kêu lên Dư đường chủ làm sao rồi hắn muốn nhắc đến điều gì Họ dư sau cổ mới nên tiếng hỏi được một câu Hóa ra Hóa ra hắn đã biết tất cả Tại sao ngươi lại biết Rõ ràng là họ dư đang muốn hỏi nhân vật Vừa tự xưng là hội chủ quần kiếm hội Lá hội chủ bỗng nạt hỏi Dư hóa thông Tiểu liêu đầu vì không biết nên không có tội Ngươi đã biết bản nhân đã biết sao ngươi dám đắc tội với bổn giáo chủ. Chắc Ngọc Cô nghe mà giật mình. Giáo chủ, tên thất phu ngươi sau này dám tở xưng là giáo chủ. hầu ngươi thử hỏi dư hóa thông xem. Bổn giáo chủ tở xưng như vậy có điều gì sai với giáo quy bổn giáo không? Đưa mắt nhìn sang não khất cái họ dư. Chắc Ngọc Cơ ngỡ ngàng khôn xiết khi thấy hành động tiếp đó của họ dư. Lão khất cái dư hóa thông dư đường chủ vụt tiến tới hành lễ trước mặt nhân vật nọ. Thuộc hạ dư hóa thông đường chủ kim tiến xà đường xin tham kiến giáo chủ. Kế đó dư hóa thông tuy cúi đầu nhưng lại sẽ sàng giải thích cho nghi vấn của Trác ngọc cơ, kể cả của hà tinh lượng và kiều như trực. Giáo quy của bổn giáo có nói rõ, phạm nhân vật nào luyện được ngũ độc kiếm cả như là giáo chủ của bổn giáo, chắc cô nương dư hóa thông này bất tải đành phụ sự ủy thác của chắc giáo chủ tiện nhiệm. Chắc Ngọc Cơ lắp bắp Nhưng di mệnh của tiên phụ là Dư hóa thông lắc đầu Di mệnh của tiền giáo chủ không thể có hiệu lực Bằng giáo quy của bổn giáo Phải chi chắc cô nương tìm lại được ngũ độc kiếm quyết Và luyện đến mức tự thành Cộng với di mệnh của tiền giáo chủ Dư mỗ chắc chắn không dám trái mệnh Bật cười sằng sặc Nhân vật che kín chân diện nọ bảo ha 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 Chắc Ngọc Cơ Bổn giáo chủ sẵn sàng mở đường cho ngươi Nếu ngươi tâm phục khẩu phục trước vị phó giáo chủ sẽ cho ngươi đảm trách tính khí vốn cương cường háo thắng chắc ngọc cơ hét lớn không bao giờ ta sẽ tự tay thu hồi ngũ độc kiếm quyết ta sẽ thành toàn di nguyện của tiên phổ là sẽ giết kẻ đã đánh cắp kiếm quyết ngũ độc của bản giáo xem đây trong khi chắc ngọc cơ vì không ước lượng được tình thế đã để cho tính khí bộc phát và lao đến động tổ với não tự nhận là giáo chủ ngũ độc giáo não đanh giọng hạ lệnh dư đường trổ bắt ở lại cho bản nhân dư hóa thông vì không dám kháng lệnh đành phải xuất thổ ra chiêu trước khi đánh dư hóa thông còn nói một lời để tránh mọi lầm lẫn chắc cô nương xin chớ trách dư mỗ đành phải đắc tội lúc đó nhận định được tình thế trước mắt hà tinh lượng vội vã nói với kiều như trực kiều tiền bối còn chờ gì nữa mà không giải huyệt cho văn bối kiều như trực giật mình trực nhớ và kiều như trực càng phải giật mình lo no sợ hơn khi nghe có tiếng gầm của nhân vật kia hà tính lượng ngươi còn nghĩ đến việc trốn chạy ư vút nhân vật đó lao đến tuy nhiên kiều như trực rút cuộc cũng giải khai được quyệt đạo cho chẳng nhảy bật dậy hà tính lượng bật quát việc gì tại hạ phải nghĩ đến chuyện trốn chạy đỡ ầm à, đang khi hà tính lượng kịp thời ra chiêu giao đấu với nhân vật nọ kiều như trực nhanh mắt nhìn về trận giao đấu giữa trác ngọc cơ và dư hóa thông Cả hai trước đó vốn là giáo chủ với thuộc hạ Nhưng giờ đây vì tình thế bất đắc dĩ phải đổi mặt làm thủ Tuy thế nó họ dư xem ra vẫn có phần niệm tình Nhưng khi ra tay vẫn không lấy gì làm quyết liệt Nhận ra điều này kiểu như trực định quay sang tiếp tay với Hà Tĩnh Lượng Nhưng nếu kiểu như trực nhận ra sự nhân nhận của dư hóa thông Thì nhân vật vừa đến đoạt chức vị giáo chủ của ngũ độc giáo Đương nhiên cũng nhận ra lão ta quát lớn Dư hóa thông bổn giáo chủ hạn định cho ngươi trong vòng mười chưa phải bắt giữ được cả à họ chắc. Ngươi dám trái nảnh đừng trách bổn giáo chủ chiếu theo giáo quy trị tội. Nghe thế và kịp nhìn thấy dư hóa thông bóng tăng nhánh áp lực. Kiểu như trực đành phải lao đến tiếp tay cho chắc ngọc cơ. Dư hóa thông kiểu mỗ tuy là người của ngũ độc giáo. Nhưng kiểu mỗ không hề mù quáng như ngươi kiểu mỗ đắc tội vậy. Thoáng chốc cục diện liền phân khai. Một mình dư hóa thông phải đối phó với hai người kiều như trực với bành sơn trưởng và chắc ngọc cơ còn hà Tính Lượng thì dựa vào công phu đệ nhất chiêu của xọa tăng để đối phó với kiếm pháp tinh kỳ biến ảo của hội chủ quân kiếm hội đồng thời là kẻ vừa tiếm quyền giáo chủ ngũ độc giáo một cách thô bỉ hãy nói về hà Tính lượng sau đôi lần chạm chiêu với hội chủ quần kiếm hội chàng nhận định được ngay kiếm pháp của đối phương khác so với kiếm pháp của ma kiếm và thánh kiếm và càng khác so với nhân vật kỳ bí trước kia đã từng dùng kiếm để suýt nữa đoạt mạng chàng. Hà Tĩnh Lượng nghi hoặc hỏi, tôn giá nạc quỷ kiếm, nhân vật nọ cả cười. Ngươi làm gì biết kiếm pháp của quỷ kiếm ra sao mà mở miệng đoán bở, nạp mạng đi tiểu tử, véo. Ngay tức khắc kiếm chiêu của đối phương liền uy hiếp toàn bộ những huyệt đạo trọng yếu của Hà Tĩnh Lượng. Để đối phó, Hà Tĩnh Lượng không còn cách nào khác đành phải thi triển bộ pháp nhất nhân nhập vạn nhân vút vút véo soạt hột chiêu đối phương vụt gầm lên phẫn nộ đúng là bộ pháp này rồi tiểu tử để xem ngươi tránh chiêu này như thế nào nay đỡ véo 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 dựa vào câu nói của đối phương và căn cứ vào những chiêu kiếm liên hoàn này hà tĩnh ngượng nghiền minh định được hai điều điều thứ nhất chắc chắn đây là lần đầu tiên chàng giao đấu với nhân vật này điều thứ hai nhân vật này đã nhận được sự bẩm báo của nhân vật kỳ bí trước kia nên mới mở miệng kêu lên Đúng nào bộ pháp này rồi nhờ đó nhân vật này mới lại áp dụng đấu pháp nào ra chiêu liên hoàn như nhân vật kỳ bí trước kia đã áp dụng có phần kinh hoàng hà tính lượng do đã có kinh nghiệm trước kia nên vội vàng tìm cách tránh chiêu đồng thời tìm cách chiếm tiên cơ khi phải vận dụng bộ pháp hầu làm cho đối phương không thể nào nhận định được bộ vị của chàng vút soạt nhưng đã muộn đối phương vì ra chiêu trước và vì đã rõ sự biến ảo phi thường của bộ pháp mà hà tĩnh lượng đang vận dụng nên khi ra chiêu liên hoàn liền đắc thủ một mảnh vải nữa ngay trước ngực hà tĩnh lượng đành phải rách ra nhưng cũng may là chàng chỉ phải một phen kinh biến chứ chưa đến nỗi phải nguy đến tính mạng không dám ngừng nghỉ để kịp hoàn hồn hà tĩnh lượng nhanh chốc tràn người dịch bộ trước khi đối phương tiếp tục thi triển một loạt kiếm liên hoàn nữa véo 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 nhưng sự phấn khích của hội chủ quần kiếm hội chỉ trong chớp mắt liền hóa thành vô ích và thất vọng. Bởi Hà Tĩnh Nượng đã phản chủ vi khách và chiếm mất tiên cơ. Toàn bộ những chiêu kiếm liên hoàn của hội chủ quần kiếm hội đều trượt vào khoảng không. Bóng nhân ảnh của Hà Tĩnh Nượng như hóa thành mịt mở bất định. Cả giận vì không ngờ bộ pháp của Hà Tĩnh Lượng lại khinh linh biến nào đến nhận ấy. Hội chủ quần kiếm hội gào thét vang dội được lắm tiểu tử thử xem bộ pháp của ngươi liệu có thoát được phích nịch kiếm pháp của bản nhân không đỡ tách 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 véo véo hà tĩnh Động lúc này tuy đã hoàn toàn vô sự nhờ vào bộ pháp tinh diệu nhưng chàng bỗng đâm ra hoài nghi khi trông vào sự việc đang diễn biến tên của kiếm pháp đã là lạ đối với chàng mà hiệu quả kỳ dị của kiếm pháp lại còn kỳ lạ hơn ngay khi hội chủ quần kiếm hội thi triển loại kiếm pháp đó, Hà Tĩnh Động mới mục đích được thế nào là phích lịch kiếm pháp. Tầng tiếng nổ nhỏ nhỏ liên hồi vang ra với kiếm quang bịt mở. Và khi những tiếng nổ nhỏ này được kích động thêm nữa nhờ vào bản thân công lực của lão hội chủ thần bí, chúng liền triển khai và tạo thành những loạt trấn kình vang dội. ầm véo, ầm véo, vút, vút. Lúc này Hà Tĩnh Lượng mới thấm thía câu thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân Bộ pháp của Hà Tĩnh Đoạn có thể nói là độc nhất vô nhị Chưa một đối phương nào có thể di hại đến bản thân chẳng Cho dù là một chéo áo Một khi chẳng thi triển bộ pháp đến tột độ Vậy mà những loạt chấn kinh xuất phát từ phích lịch kiếm pháp của lão hội chủ này tỏ ra lợi hại hơn Những loạt chấn kinh đó khi phát sinh lại tạo ra vô số những tia kinh khí mảnh may Và dù là mảnh may, dù là kém hẳn về lực đạo so với cả một ngọn trưởng lực nhưng những tia kình khí lại có quá nhiều cơ hồ bao quát cả một chu vi ngoài hai trưởng vuông trong đó đương nhiên phải có bóng nhân ảnh của hà tính lượng vì thế những tia kình nọ rút cuộc cũng chạm vào người hà tính lượng từng tia kình khí một liền xuyên thấu qua y phục của chàng để chạm thẳng vào thân thể vào thịt da của chàng phập 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 và những tia kình khí đó dù là mảnh mai dù có yếu kém đến đâu đi nữa thì chúng cũng có những chỗ lợi hại của chúng đó mới thật sự là điểm loại hại mấu chốt của phích lệch kiếm pháp những chỗ da thịt bị tia cảnh khí chạm vào tuy không làm cho hà tĩnh nượng phải đau hay thổ huyết nhưng chí ít chúng cũng làm cho chàng phải rát bỏng lên và dẫn đến bộ pháp có phần nào bị ảnh hưởng và khi hà tĩnh nượng phải chậm dần cước bộ lúc lão hội chủ thần bí rút cuộc cũng đang mơ hồ nhận định được phương vị của chàng lão quát ẩm lên rốt cuộc rồi ngươi cũng phải hiện thân xem đây tiểu tử Quát xong hành vi của lão hội chủ còn quái nạ hơn Thanh kiếm đang ở hữu thủ lão vội đổi sang tả thủ Và nhanh như tia chớp tả kiếm của lão liền nhoáng lên Tạo thành một quần kiếm quang cong vút theo hình cầu vọng Và vầng kiếm quang có hình cầu vòng này liền xạ thẳng vào phương vị của Hà Tĩnh Lượng Mà lão vừa nhận định tỏa tưởng. Véo Đã từng gặp phải loại kiếm pháp cực kỳ lợi hại của nhân vật kỳ bí trước kia đã từng ông dung mục kích cả hai loại kiếm pháp lăng lệ của thánh kiếm và ma kiếm ấy vậy mà hà tĩnh lượng chưa hề nhìn thấy một loại kiếm pháp nào như loại kiếm pháp mà nó hội chủ thần bí của quần kiếm hội đang thi triển một loại kiếm pháp vừa mỹ quan vừa nhanh nhạy lại vừa đạt đến mức lợi hại như thế này quả là một loại kiếm pháp tuyệt mỹ song toàn nghĩ thì nghĩ khen thầm thì phải khen thầm nhưng Hà Tĩnh Lượng vẫn phải tự lo cho bản thân nếu không muốn bị biến thành một thi thể không đầu dưới kiếm pháp nọ. Chàng vội vận dụng xong trưởng lẫn bộ pháp, chân thì nhanh nhận dịch bộ, còn hai tay thì lại đan chéo vào nhau để rồi hất mạnh ra. Hảo kiếm pháp nhưng hãy xem đệ nhất chiêu công phu của tại hạ đây. Vút! Luồng kinh lực với toàn bộ chân nguyên nội thể liền được Hà Tĩnh Lượng xạ thẳng vào vầng kiếm quang mang hình cầu vọng cả hai cứ thế mà lao vào nhau ầm hà tĩnh lượng vừa lảo đảo thối lui và ngấm ngầm thán phục công lực thâm hậu của đối phương ngược lại nó hội chủ như không ngờ hà tĩnh lượng này có thể ngang nhiên tiếp nhận một ngọn kiếm kình của lão mà không hề hấn gì lão rít lên hà tĩnh lượng bản nhân không tin rằng vào niên kỷ của ngươi lại có được một công lực này phải chăng ngươi đã hấp thụ được toàn bộ diệu lực của huyết huyết dị độc quả nhờ vào hạc đỉnh hồng đỡ véo một lần nữa nó hội chủ lại dùng đến chiêu kiếm tuyệt mỹ xong toàn kia Khi nó vẫn còn nhìn thấy được phương vị của Hà Tĩnh Lượng Hà Tĩnh Lượng nghe nó hội chủ giết nên như thế liền ngạc nhiên đến những hai lần Lần ngạc nhiên đầu đó là chàng trực nhớ đến rượu lực của huyết huyết dị độc quả Nếu có thêm hạt đỉnh hồng Như mộ cửu ma bà bà vào lão yêu đạo Nam Hải cư sĩ từng nói đến Và lần ngạc nhiên thứ hai chính là sự am hiểu quá đối tầng tận của lão hội chủ Nghĩ cho cùng thì câu chuyện chẳng đã ăn nhầm phải huyết huyết dị độc quả. Số người biết được đâu phải là nhiều, phải chăng nó hội chỗ là một trong số đó. Hay não chỉ biết được điều này nhờ vào việc tiến hành dò xét thân thế và xuất xứ của Hà Tĩnh Lượng. Đảo người lặng tránh theo đúng cước bộ của bộ pháp Hà Tĩnh Lượng quát hỏi. Sao nó biết rõ về huyết huyết dị độc quả? Vút ầm. Lại một phen nữa nó hội chủ thần bí phải động nộ kinh thiên bằng bộ pháp thay vì hà tính động động thủ giao chiêu như lần mới rồi thì chàng lại ông dung lẩn đi khiến cho vầng kiếm quang mang hình cầu vòng của lão phải trượt và quật luôn vào nền đất đã vậy hà tính nặng này còn làm cho nhãn quang của lão phải rối tinh mù khi chàng thi triển đến tột độ bộ pháp nếu cứ thi triển loại kiếm pháp này với một bóng nhân ảnh không sao nhìn rõ lão hội chủ đương nhiên phải hao phí chân nguyên nó đâu dại gì hành động như vậy vột đổi kiếm về lại hữu thủ Lão hội chủ hầm hừ thi triển trở lại phích lịch kiếm pháp. Tách, 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 véo, véo. Động thái của lão hội chủ cứ chuyển đổi kiếm pháp là đổi tay cầm kiếm. Làm cho Hà Tĩnh Nượng không ngớt hoang mang. Và chàng đang hoang mang lo no sợ nhất là không biết phải ứng phó sao với phích lịch kiếm pháp. Vì không có cách nào để ứng phó, Hà Tĩnh Nượng đành liều dùng công phu đệ nhất chiêu đảo bảo vệ toàn thân trong khi vẫn thi triển bộ pháp. Vút vút, ầm ầm ầm. Cách ứng phố này xem ra lại đắc dụng Những tia kình khi xuất phát từ phích lịch kiếm pháp Đều bị công phu đệ nhất chiêu của Hà tính lượng hóa giải Ngược lại bóng nhân ảnh của chàng vì không bị ảnh hưởng Nên vẫn giữ nguyên sự linh diệu của bộ pháp Có nhìn thấy hành vi của lão hội chủ bây giờ mới biết nó đang động nộ Lẫn động sát cơ đến mức độ nào Lão không gầm hết nữa trái này Lão dồn toàn bộ sự giận dữ của lão vào phích lịch kiếm pháp Tách 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 Véo 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 ầm 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 do được lợi là có thể dễ dàng nhìn thấy đối phương nên giờ đây hà tĩnh lượng còn thêm dễ dàng có được biện pháp đối phó thích hợp nhận ra phích lịch kiếm pháp cuối cùng cũng bị hà tĩnh lượng hóa giải lão hội chủ liền manh nha có những ý đồ độc ác khác hà tĩnh lượng có phần e dè khi nhìn thấy đôi mục quang của lão hội chủ cứ loang loáng điều lợi mà hà tĩnh lượng vừa có được bỗng hóa thành điều bất lợi vì lão hội chủ thân bí hiện giờ có thể thành thơi đơm một quang loang loáng mà không cần phải động thủ giao chiêu. Trong khi đó Hà Tĩnh Đồng này cứ thi triển bộ pháp và không hề dám có ý định ngừng nghỉ. Mãi đến khi Hà Tĩnh Đồng tự nhủ thầm, ta đúng là xọa tử, tại sao ta không nhân cơ hội này mà công kích vào lão hội chủ, hờ phải đến lượt ta chứ. Thế nhưng Hà Tĩnh Đồng vừa nghĩ xong và chưa kịp thực hiện ý định thì bóng nhân ảnh của lão hội chủ chợt biến mất. Lo sợ trước hiện trạng này Hà Tĩnh Lượng liền cẩn mật phòng bị để tránh việc tập kích bất ngờ của lão. Nào hay ý định của lão hội chủ không như Hà Tĩnh Lượng nghĩ. Nó không phải tập kích vào chàng mà là kiểu như trực. Kiểu như trực và chắc Ngọc Cơ đang liên tay cùng nhau để đối phó với dư hóa thông. Hà định mời chưa mà lão giáo chủ tiếm quyền đề ra đã hết từ lâu mà dư hóa thông vẫn chưa thu thập được chắc Ngọc Cơ. Đó là do có kiểu như trực trợ lực vì nhận ra điều này nó hội chủ mới nảy sinh ác ý hà tĩnh lượng chỉ thoáng nghi ngờ khi nghe nó hội chủ quát to hạ những ngươi đúng là không tự lượng sức đỡ véo và khi vầng kiếm quang chật lóe lên hà tĩnh lượng mới hiểu vì ở tại đây ngoài nó hội chủ quần kiếm hội thì còn ai là người sử kiếm và vầng kiếm quang này lại lóe lên đổ ập vào kiểu như trực kinh tâm táng đậm và lo sợ cho kiểu như trực hà tĩnh lượng dịch người nao đến và gào lên thất thanh Kiều tiên bối cẩn trọng Lão ác ma tà độc xem trưởng đây Thế nhưng Hà Tĩnh Lượng Đã ra tay chậm hơn lão hội chủ một chút Kiều Như Trực tuy có nghe tiếng hô hoán Cảnh giác của Hà Tĩnh Lượng Nhưng lão chỉ kịp nhòi người sang một bên Thì kiếm chiêu ám toán của lão hội chủ Đất quận đến Véo Phập hự ầm Trong khi lão hội chủ chỉ phải loạn trạng Vì một kích của Hà Tĩnh Lượng Thì Kiều Như Trực lại phải gục xuống như một thân cây khô mộc bị phạt ngang mắt đổ hào quang sát khí dâng trào lần đầu tiên hà tĩnh nượng đang muốn nhìn máu từ thân thể của ác nhân phải đổ xuống chàng vận toàn lực vụt bổ một trận thập phần uy mãnh vào lão Hội chủ với tiếng quát kinh thiên động địa ác ma hà tĩnh nượng này thể không đội trời chung với quần kiếm hội vút Lão hội chủ có phần đắc ý vì rút cuộc Hà Tĩnh Nượng phải diện đối diện mà giao đấu với lão lão vội vã chuyển đổi tay kiếm vào xuất lực thi triển loại kiếm pháp tuyệt mỹ song toàn khi nãy véo ầm tiếng trấn cảnh chưa dứt hà tĩnh lượng vội đình bộ với nghe một tiếng thét thất thanh của chắc ngọc cơ vang lên dư hóa thông ngươi hự đang định bỏ qua không cần phải lo lắng cho chắc ngọc cơ thì hà tĩnh lượng chợt hoang mang vì tiếng hét bất ngờ do chính kiểu như trực phát ra một lần cuối tiểu tử hãy thay ta lo liệu cho chắc ngọc Cư. đúng lúc đó lão hội chủ lại gầm lớn nạp mạng nao tiểu tử một vầng kiếm quang hình cầu vòng liền xuất hiện cuộn ngay vào phương vị của chàng đánh hay không đánh với não ác ma lo hay không lo cho ả có tâm địa độc ác lòng thì nghĩ như chân của hà tĩnh lượng lại tự dịch chuyển vút ầm kiếm kình của lão hội chủ liền quật vào nền đất trong khi đó Hà Tĩnh lượng lại di hình hoán vị và lao về phía dư hoán thông. Chàng nhìn thấy nó họ dư đang thật sự muốn hạ độc thủ với chắc ngọc cơ. Bất chấp mấy đây còn là thuộc hạ của ả. À, chàng đang còn giận sôi vì cái chết của kiểu như trực liền gầm lên thịnh nộ Hạng phản phúc như nó quả là đáng chết, đỡ, ầm, uhm, hự. Ngay lập tức tiếng quát của lão hội chủ liền vang lên như đang ở ngay phía sau hạ tĩnh lượng. Tiểu tử đến lượt ngươi phải chết véo hà tĩnh lượng do đã lường trước hành vi của lão hội chủ nên vượt đẩy bật được lão họ dư sang một bên chàng không cần nhìn xem là lão họ dư đã chết hay còn sống chàng vội nắm chặt vào uyển mạch tay của chắc ngọc cơ và nạt khẽ đi vút sự di chuyển của chàng và chắc ngọc cơ đã làm cho kiếm kình của lão hội chủ phải quật mạnh vào nền đất một lần nữa âm um. tận lực lao đi hà tĩnh lượng vừa lôi chắc ngọc cơ theo vừa lớn tiếng hô hoán Hồi thứ hai mươi, đồng cảnh nhưng không đồng lòng, là ác ma cũng có cốt nhục. Ác ma hãy xem ám khí của ta đây. Vừa hô hoán Hà Tính Lượng vừa khoa tay hất mạnh về phía sau. Trong thế thế nó hội chủ thần bí vừa mới dậm chân đỉnh đuổi theo đành phải hoành người tạt ngang. Thế nhưng từ tay của Hà Tính Lượng dường như không hề có bất kỳ một ngọn ám khí nào xuất phát như Hà Tính Lượng vừa hô hoán. Biết đó lầm mưu của Hà Tính Lượng nó hội chủ bèn động thân và quát lên giận dữ tên tiểu súc sinh bản nhân lão mới quát đến đây liền bị tiếng quát của hà tĩnh lượng ngắt đi lần này ta mới thật sự ném ám khí đây đỡ chàng lại vung ngược tay về phía sau động tác này và lời hô hoán đó của hà tĩnh lượng ngay lập tức nằm cho lão hội chủ không thể không phòng bị lão lại phải đỉnh bộ nhưng khi vừa đỉnh bộ xong lão hội chủ quần kiếm hội mới nhận ra rằng lần thứ hai lão lại mắc lỡm hà tĩnh lượng chàng thật sự không hề ném ám khí giận dữ đến cùng cực nó hội chủ bèn chút tất cả sự giận dữ vào thân pháp vút lão lao đi mà không một lần mở miệng quát tháo lão chỉ muốn để dành chân khí nội nguyên cho một tuyệt chiêu tối hậu nhằm đưa hà tính lượng kể cả chắc ngọc cơ bước đến quỷ môn quan thật là trùng hợp hà tính lượng lần này cũng không hề hô hoán để giả dạ vờ ném ám khí nữa chàng cũng đang dồn toàn bộ chân lực vào cước pháp với hy vọng sẽ thoát được sự truy sát của lão hội chủ vật tàn độc vật thần bí. Thế nhưng điều bất ngờ lại xảy ra. Trước diễn tiến của sự việc vừa xảy ra, chắc Ngọc Cơ sau lần kinh tâm động phách giờ đã bình ổn lại tâm trạng. Tính khí vừa cao ngạo vừa có phần âm độc của nàng cũng nhờ sự bình tâm mà quay trở lại với nàng. Nếu như, như cả lão hội chủ lân hà tính lượng không người nào hô hoán, thì chính nàng lại hô hoán. Lão thất phu hãy xem thủ đoạn của bản cô nương đây, véo không như hà tĩnh lượng chỉ giả vờ những ném ám khí để hồ dọa lão hội chủ và làm cho thân pháp của lão phải chậm lại chắc ngọc cơ ném ám khí thật từ ngọc thủ của nàng liền xuất hiện một điểm hàn quang điểm hàn quang này bay ngược về phía lão hội chủ đang tận lực đuổi theo nhanh không thể tả đã hai lần bị hà tĩnh lượng lờ gạt thoạt nghe tiếng hô hoán của chắc ngọc cơ lão hội chủ thần bí vẫn không cho đấy là sự thật mãi đến khi điểm hàn quang vẫn cứ luôn hiện hữu vẫn cứ nhắm vào phương vị của lão mà lao đến lão hội chủ mới bằng hoàng tỉnh ngộ nó vội vàng dịch chuyển thân hình và kịp thời lách tránh điểm hàn quang nọ khi nó chỉ còn cách não trong gang tấc còn đang mừng thầm trước sự né tránh kịp lúc nó hội chủ thần bí chưa kịp phát tác sự giận dữ lại nghe tiếng hô hoán tiếp theo của chắc ngọc cơ còn đây nữa lão thất phu toàn thân như chết lặng lão hội chủ thần bí đành phải đứng im chờ xem chắc ngọc cơ ném ám khí về phương vị nào để rồi sẽ liệu cách đối phó và lão hội chủ ngay sau đó liền tỏ ra giận dữ đến nộ khí sung thiên vì từ ngọc thủ của trác ngọc cơ lần này nào có ngọn ám khí nào xuất hiện có nghĩa là chắc ngọc cơ nếu có ám khí thì chỉ có một và một đó chắc ngọc cơ đã ném ra trong lần lúc nãy rồi hóa ra chắc ngọc cơ lại theo kế sách của hà tĩnh lượng cốt ý làm cho lão phải chậm chân lại mà thôi à, tiện nhân bản nhân đã không còn nhẫn nại được nữa rồi để xem lần này bọn ngươi chạy đi đâu cho thoát vút vừa quát to những tiếng sấm động lão hội chủ thần bí vượt động thân đuổi theo thế nhưng một mùi hương rượu nhẹ chật bay sọc vào khứu giác của lão cũng lúc đó chắc ngọc cơ có quay đầu nhìn về phía sau nàng vật trông thấy điệu bộ của lão hội chủ có vẻ kỳ dị bèn cười phá lên ám khí của bản cô nương lần này là vô hình vô sắc nó tự nhận là giáo chủ ngũ độc giáo thì hãy nói xem đó là độc khí gì ha 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 Câu nói và chàng cười đắc ý của Trác Ngọc Cơ ngay lập tức gây tò mò cho Hà Tĩnh Lượng. Chàng cũng quay đầu nhìn lại và Hà Tĩnh Lượng không thể không nhìn thấy điệu bộ có phần lúng túng của đối phương. Không dám nghĩ là nó hội chủ sẽ vì độc khí vô hình của Trác Ngọc Cơ mà chấp nhận buông tha cho cả hai. Hà Tĩnh Lượng chỉ biết rằng nếu không nhân lúc nó đang lúng túng mà cao chạy xa bay thì cơ hội sẽ không còn. Chàng vì đang nắm uyển mạch tay của Trác Ngọc Cơ nên vội đưa nàng chạy đi cùng một lời nói hối hả. Chạy mau lên nào chắc cô nương, vút vút. Hầu như là cùng một cảm nghĩ như chẳng. Nó hội chủ một khi đã luyện được ngũ độc kiếm, tức là đã tinh thông mọi chất kỳ độc của ngũ độc giáo. Trước sau gì nó cũng tự giải được chất độc khí vừa rồi. Và thế nào nó cũng tiếp tục đuổi theo truy sát. cho ngọc cơ lần này phải thi triển khinh thân pháp để cùng tháo chạy với hạ tính lượng. Cả hai cứ thế mà chạy bừa khi theo phía đông lúc rẽ về tây khi nước băng băng trên một bình nguyên to rộng lúc thì nhằm hướng con núi mà lao đến được một lúc khá lâu khi ánh chiều tà rồi cũng buông xuống cả hai nhận ra là não hội chủ không hề đuổi theo mới thả dần cước bộ vào sau cổng nàng ngưng hẳn lại nơi cả hai dừng chân là một bìa rừng dựa hẳn vào thân cây đối diện họ vừa nghỉ ngơi cho nại sức vừa nhìn nhau và đột nhiên chắc ngọc cơ lên tiếng ngươi nhìn ta làm gì hay ngươi đang chờ ta nói ra lời đáp tạ ngươi Hỡi ngươi đừng có nằm mơ hà tĩnh lượng cởi khẩy cô nương không nói tại hạ cũng đã biết trước điều này ai chờ nghe cô nương nói lời đáp tạ chẳng hà tại hạ chờ xem mặt trời mọc đằng tây thì hơn vậy thì việc gì ngươi cứ chằm chằm nhìn vào ta hà tĩnh lượng không cần suy xét cứ nói ra hết những ý nghĩ của chẳng là tại hạ đang tự hỏi cứu giúp cô nương như thế này là nên hay không nên vậy tại sao ngươi không bỏ mặc ta Hừ ta cho ngươi biết rằng Nhưng ta không xem ngươi là ân nhân của ta Mà sau này ta vẫn luôn xem ngươi là đại địch của bổn giáo mà thôi Hả 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 Bổn giáo ư Cô nương xin đừng ngộ nhận Cô nhưng đâu còn là giáo chủ ngũ độc giáo nữa Người đang bị ngũ độc giáo xem là đại địch Không phải chỉ có một mình tại hạ đâu Hả 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 Giận dữ đến độ hoa dung phải đỏ bừng Chắc ngọc cơ quắc mắt quát lớn Cầm Người cho ngươi là ai mà dám mở miệng cười cợt ta hà tĩnh lượng thủng thẳng đáp lại điều mà tài hạ vừa nói đó chính là sự thật cho dù tài hạ có là ai đi nữa sự thật vẫn không thay đổi nhưng ta không thích kẻ cười ta lại là ngươi hà tĩnh lượng nheo mắt nhìn chắc ngọc cơ tính khí của cô ngưng vẫn không thay đổi cô ngưng vẫn luôn muốn là người có quyền uy đối với tài hạ đó là sự thật ngay khi sinh ra số phận đã ưu đãi ta cho ta có quyền lực trên ngươi Hà Tĩnh Lượng cởi mỉa Giá như lúc nãy tại Hạ đừng vì lời chăn chối của Kiều tiền bối mà lo lắng cho cô nương Liệu bây giờ cô nương có còn toàn mạng để thị uy với tại Hạ không? Chắc Ngọc Cơ điên tiết nạt lớn Ai mượn ngươi lo lắng cho ta? Hừ, đó là tại ngươi, tại ngươi tất cả ngươi nghe chưa? Hà Tĩnh Lượng phỉ cởi Là do tại Hạ, chao ôi, lời của cô nương quả là khó nghe Chắc Ngọc Cơ bình tâm lại nàng chật nhếch môi cởi nhẹ Lời của ta khó nghe hay do số phận đặt để cho ngươi? Qua diễn biến vừa rồi ngươi có nhận ra rằng số phận của ngươi là phải lo lắng cho ta, phục dịch cho ta không? Hết cả những này, đến lượt hà tĩnh lượng nổi cáo. Cô nương nói cứ như là kiếp trước tài hạ đã nợ cô nương vậy. Đã thế ngay lúc này, chúng ta đường anh ấy đi, thử xem có phải số phận của tài hạ có phải là lo lắng và phục dịch cho cô nương không? Hử! Rất lại hà tĩnh lượng còn dần thêm một tiếng cười sắc lạnh nữa, nhưng muốn nhấn mạnh thêm định ý của chàng thế nhưng hà tĩnh lượng vừa đứng bật dậy này phải vội vàng ngồi thụp xuống và thì thào bảo nàng có tiếng bước chân người đi đến không lẽ nào ác ma rốt cuộc cũng đuổi kịp chúng ta chắc ngọc cơ tỏ ra rừng rưng trước thần thái khẩn trương của hà tĩnh lượng nàng dẫu môi lên tiếng lão đến thì mặc lão ngươi muốn đi thì cứ đi ta đâu cần ngươi cảnh tỉnh ta chợt nhớ lại những gì bản thân vừa nói xong hà tĩnh lượng đanh mặt lại và mím chặt đôi môi cái đó chàng này đứng lên như muốn bỏ đi thật sự Bất chấp kẻ gây ra tiếng động khả nghi kia Có là lão hội chủ thần bí hay không phải Tuy nhiên một câu nói chợt lọt vào tai Làm cho Hà tĩnh lượng vì nghi hoặc phải ngồi xuống trở lại Lão ma sao lão cứ đứng ngây như phóng đá vậy Ta đã bảo lão đây chính là kính nhi của chúng ta Lão hãy tìm cách thuyết phục kính nhi Để kính nhi tin rằng chúng ta đúng là phụ mẫu của kính nhi đi chứ Hà tĩnh lượng nhận ra chủ nhân của âm thanh này liền lao thao lẩm bẩm ngỡ như muốn báo cho chắc Ngọc Cơ biết kẻ đó là ai. Ngỡ như muốn nói cho bản thân nghe để chắc Ngọc Cơ không còn dịp châm chọc là chàng lại lo lắng đến nàng. Là mụ cổ ma bà bà và lão ma mà mụ vừa gọi chính là ma kiếm. Hiểu được tâm trạng của Hà Tính Lượng, chắc Ngọc Cơ vì đang quan tâm đến hai nhân vật mà Hà Tính Lượng vừa nhắc đến, nên nàng không nghĩ đến chuyện châm chọc hoặc chế giễu chàng nàng lao thảo hỏi lại theo khẩu ngữ của mộ không lẽ cử ma bà bà và ma kiếm lại là đôi phu phổ. Hà tính lượng vì không muốn hai nhân vật tà ma phát hiện được sự ẩn nấp của cả hai, nên tự dịch thân đi sang vị trí đăng ẩn của chắc ngọc cơ. Không sai, họ quả là đôi phu phổ hiếm thấy trên đẩy. Phu quân thì thành danh là ma kiếm, vị phu nhân này có ác danh là cửu ma bà bà. Ma và ma ngẫu hợp thật tương xứng. Nhưng sao ta vẫn nghe giang hồ gắn ghép ác danh của mộ ma bà vào lão yêu đạo làm đôi. Hà tính lượng lắc đầu. Tại hạ không biết tại sao nhưng có lẽ danh xưng yêu ma nhị quái có trước. Sau đó ma kiếm vào mộ ma bà mới gặp nhau và trở thành phu phụ. Chắc Ngọc Cơ gật đầu tán thành. Có thể là ngươi đoán đúng nhưng kính nhi mà mộ vừa đề cập đến là ai vậy? Hà tính lượng vì đang suy nghĩ về điều này nên cũng phải phân vân. Dựa theo lời mộ ma bà vừa nói thì nhân vật được mộ gọi là kính nhi có lẽ là nhi tử trung của nhị ma nhưng có điều tại hạ chưa hề nghe nói đến việc nhị ma lại có hậu nhân chắc ngọc cơ chặt vỗ nhẹ vào vai chẳng này ở đó, nơi này, khó lòng nghe rõ lắm ta và ngươi thử tìm cách đến gần hơn xem sao khó có thể xem đây là hành vi thân thiện của chắc ngọc cơ đối với hà tĩnh lượng hoặc nếu nghĩ khác đi thì hành vi này có thể là do mệnh lệnh cũng được tuy nhiên do hà tĩnh lượng cũng muốn biết xem nhị ma thật sự có hậu nhân hay không nên vừa nghe chắc Ngọc Cơ đề xuất hành động này chẳng lặng lặng gật đầu tán thành. Cả hai bèn men theo những thân cây càng lúc càng dày đặc để tiến sâu hơn nữa vào khu rừng. Một câu phát thoại khác lại vang lên làm cho Hà Tĩnh Lượng và chắc Ngọc Cơ có phần sửng sốt. Nhị vị tiền bối đừng nên phí lời nữa, Tài Hạ đã nói rồi. Tài Hạ là người có thân sinh phủ mẫu một cách minh bạch. Tài Hạ tuyệt đối không thể là kính nhi của nhị vị tiền bối. Cả hai phải sửng sốt vì âm thanh giọng nói này rất quen tai nhưng trong nhất thời cả hai không kịp nghĩ đến giọng nói quen tay đó nào do ai phát ra mà thôi. Càng thêm kinh nghi cả hai cùng tìm cách tiến đến gần hơn. Và âm thanh the thé của mụ cửu ma bà bà lại vang lên. Kính nhi. Hai tử hãy chờ nghe ta nói hết đã. Người mà hai tử đã ngộ nhận là thân sinh phụ mẫu chỉ là người có công nuôi dưỡng hai tử mà thôi. Và chưa biết trần chính y là kẻ đã làm cho mẫu tử chúng ta phải xa cách hai mươi năm qua. Hai tử hãy nghe đây ta có cách minh chứng hải tử chính là giọt máu mà ta đã cưu mang. Tiếp nối theo lời nẻo văn này của mộ ma bà, giọng nói xin xít của lão ma kiếm đến lúc này mới vang lên. Ta đã bảo mộ rồi, y dù có là kính nhi đi nữa thì đã sao? Hai mươi năm giải xa cách ta vào mộ ngoài công xanh không có công dưỡng, lấy tư cách gì để buộc y phải nhìn nhận chúng ta là đấng sinh thành. Lão cầm đi vì nó không từng cưu mang nên nó đâu thấu hiểu được tâm trạng của ta mươi năm trước nếu lão vẫn ở bên ta Nếu lão đừng tự cao tự đại Chỉ nghĩ đến thanh danh riêng lão Thì kính nhi đâu phải sao lìa chúng ta Kính nhi mẫu thân đúng là mẫu thân của hài tử đây Lời lẽ của mụ cửu ma bà bà Thật dễ xúc động lòng người Và đây là lần đầu tiên Hà Tĩnh Động Mới nghe được giọng nói này của mụ Mụ tuy là một ma bà ác danh Đã lừng lấy thiên hạ Nhưng dẫu sao mụ cũng là nữ nhân Và là nữ nhân khi đụng đến chuyện mẫu tử tình thân Mộ nào khác gì bao nhiêu nữ nhân trên đời này. Chắc Ngọc Cơ thầm thì bên tai chẳng. Người có tin vào lời của mộ không? Theo ta mộ đang dở trò thì đúng hơn. Hà tĩnh Lượng đáp này. Nếu vậy thì chưa chắc. Tài hạ chưa bao giờ nghe mộ nói những lời lẽ như vậy. Sì, người nói cứ như người đã từng sống gần mộ. Người khoác nát mà không cảm thấy ngượng miệng sao? Thở ra Hà tĩnh Lượng vừa định nói cho chắc Ngọc Cơ biết câu chuyện trước đây. Nhưng ngay lúc đó âm thanh quen tai kia lại vang ra làm cho Hà tĩnh lượng và chắc ngọc cơ càng thêm sửng sốt. Cậu ma tiền bối, ma kiếm tiền bối. Tài hạ xin lặp lại một lần nữa, tài hạ là hậu nhân của họ Hồng là Hồng Phi Bằng. Tài hạ không phải là kính nhi gì đó như nhị vị tiền bối đã ngộ nhận. Quá đối sửng sốt Hà tĩnh lượng khét kêu là đại công tử Hồng Phi Bằng. Còn chắc ngọc cơ thì kêu lên Hồng Phi Bằng đại ca vào rồi không biết nghĩ sao chắc ngọc cơ đột nhiên chạy áo ra đã thấy nàng lại gào lên đại ca đại ca lầm rồi đại ca không phải là ngay tức khắc mụ cửu ma bà bà vào não ma kiếm lật lật quát lên tiểu liêu đầu ngươi muốn chết Nha đầu dám lén nghe trộm xem kiếm vút vút hồn bất phủ thể hà tĩnh lượng đành phải hiện thân hà tĩnh lượng còn kêu lớn phi bằng đại công tử la lệnh muội mỹ cơ đó nhị vị tiên bối dừng lại một mặt thì hô hoán đánh động cho hồng phi bằng biết sự xuất hiện của chắc ngọc cơ là hồng Mỹ cơ trước kia mặt khác hà tĩnh lượng còn phải xuất lực vung trưởng đỡ vào ngọn kình thập phần lợi hại của mộ cửu ma bà bà ầm à, còn lại một tay hà tĩnh lượng cố tình đẩy chắc ngọc cơ sang một bên trước khi kiếm chiêu của long ma kiếm cắm vào chắc ngọc cơ véo soạt nhận diện được chàng long ma kiếm lạnh giọng gầm lên Tiểu tử Hà Tĩnh Lượng hay lắm, ngươi đến thật đúng lúc đỡ. Đã lường trước tình trạng này Hà Tĩnh Lượng nào dám chậm chế cho việc thi triển bộ pháp. Trong nháy mắt nó ma kiếm và Hà Tĩnh Lượng liền cuốn lấy nhau. Một kẻ thì tận lực thi triển kiếm chiêu lợi hại, còn một người thì thả sức thi triển bộ pháp biến ảo khinh linh. Trong khi đó Hồng Phi bằng ngoài việc nghe được lời hô hoán của Hà Tĩnh Lượng, còn kịp nhìn được dung mạo của chắc ngọc cơ Hồng Phi bằng vội động thân lao đến và kêu lên mỹ cơ tiểu muội cởi ma tiền bối mau dừng lại đây là ra muội không phải địch nhân đến lúc đó chắc ngọc cơ mới có thể nói hết những gì nàng đang hô hoán đại ca đại ca tuyệt nhiên không phải họ hồng muội cũng vậy chúng ta đều không phải là người họ hồng như đại ca nghĩ hồng phi bằng chưa kịp thổ lộ nỗi niềm vui sướng về huynh muội gặp nhau sau hơn ba năm xa cách biệt nay lại trùng phùng hồng phi bằng kinh ngạc khôn xiết và kêu lên mỹ cơ muội có hiểu là muội đang nói điều gì không ta và muội đều là người họ hồng muội biết rõ điều này mà chắc ngọc cơ chậm rãi lắc đầu vì biết rằng nếu muốn thuyết phục được hồng phi bằng thì không thể dễ dàng vắn tắt trong đôi ba câu nói là xong còn chưa biết phải nói gì thì chắc ngọc cơ chợt giật mình khi nghe có tiếng hô hoán của hà tĩnh lượng ma kiếm não thì quyết lòng lấy mạng tại hạ trong khi tại hạ không quyết lòng hoặc là não hãy tìm đấu pháp khác hoặc áo đừng hồng đụng đến được chéo áo của tại hạ chắc ngọc cơ cười nhẹ và quay sang bảo mộ cửu ma bà bà ta biết có một người có thể biết rõ lai lịch của tại huynh hồng phi bằng đó là tiểu tử hà tĩnh lượng kia mộ hãy đến mà liên tay với trưởng phu cứ bắt tiểu tử trước rồi tra khảo sau tiểu tử không chịu được thế nào cũng phải công xưng mộ làm thử xem phần thì thấy sự thân thiện giữa hồng phi bằng và chắc ngọc cơ Giờ lại nghe chắc Ngọc Cơ nói rõ như vậy Mộ cửu ma bà bà vì gấp rút minh đỉnh Xem Hồng Phi bằng liệu có đúng là giọt máu Do mộ cưu mang hay không Nên vội vã lao đi Trước khi hiệp lực với ma kiếm Mộ cửu ma bà bà còn the thé kêu lên Lão ma Để ta tiếp tay lão Cứ bắt giữ tiểu tử trước Sau muốn nói gì hãy nói tiểu tử đỡ Bất chấp là có nhìn được phân vị của Hà tính Lượng hay không Mộ cửu ma bà bà tay liền miệng Vừa quát vừa xuất lực phung trưởng sự tiếp trợ của mộ cửu ma bà bà tuy có làm cho Hà Tĩnh Lượng kinh ngạc, nhưng điều khiến cho chàng phải kinh ngạc hơn, đó là lề lối công phu của mộ. Ngay khi mộ xuất kình một luồng nhiệt khí liền tỏa ra vây phổ lấy hai trận vuông, đó chỉ là phần dương nhiệt tỏa ra từ luồng lực đạo của mộ chứ chưa phải chính diện của luồng lực đạo đó. Sự lợi hại của công phu này đối với ai khác thì không biết ra sao, nhưng đối với Hà Tĩnh Lượng thì đúng là bất lợi. Hiệu quả của loại công phu đặc dị này của cửu ma bà bà Đâu khác gì phích lịch kiếm pháp của lão hội chủ quần kiếm hội đã thí triển Bị luồng nhiệt dương bao phủ khiến sự hô hấp khó khăn Cước bộ của Hà Tĩnh Lượng liền chậm lại Nếu như Hà Tĩnh Lượng gặp may là chưa phải đương đầu trực diện với loại công phu đặc dị này của mộ ma bà Thì việc chàng phải chậm cước bộ lại là điều không may cho chàng Lão ma kiếm lập tức gầm lên Mộ ma bà, ai mận mộ liên tay trợ thủ với ta Hai, tiểu tử đỡ dù lão ma kiếm thốt ra lời có vẻ không cần sự liên tay trợ thủ của mộ ma bà, nhưng lão lại thản nhiên tiến chiêu nhờ vào tiện nghi sẵn có bởi công phu đặc dị của mộ. Véo! Không ngờ lại bị lâm vào tình trạng hiểm nghèo này. Hà Tĩnh Lượng dù biết rằng công phu đặc dị của mộ ma bà chính là cửu dương trưởng thập phần lợi hại, nhưng chẳng lại sợ hãi trước kiếm pháp ma mị của lão kiếm ma hơn. Dồn toàn bộ chân nguyên nội thể vào bộ pháp, Hà Tĩnh Lượng ngoài việc lẩn tránh kiếm chiêu của lão ma kiếm, còn cố gắng thoát ra khỏi vòng áp lực nóng bức của cửu dương trưởng. Vút, xoạch. Thoát nạn được một lần, Hà Tĩnh Lượng chưa kịp thở vào nhẹ nhóm, thì lại nghe mụ ma bà the thé kêu lên. Hè, 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 tiểu tử đây rồi đỗ ngươi thoát được một trưởng nữa của ta. vồ Luồng dương nhiệt này xuất hiện và lần này là trực diện. Hà Tĩnh Lượng buộc phải xuất trưởng đương đầu. Ta sợ mụ sao? Đỡ nhưng họa vô đơn trí long ma kiếm đúng là tà ma khi nó bất chấp sĩ diện ông dùng lao đến với bóng kiếm quang chập trùng tiểu tử tiếp kiếm véo ngay lập tức hà tĩnh lượng liền rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch một đằng là cửu dương trưởng với một áp lực bao trùm khắp hai trận vuông một bên là kiếm chiêu ma mị phủ kín nấp toàn bộ phương vị của chàng làm cho chàng vô phương tiến thoái tống cùng hà tĩnh lượng đành phải liệu mạng hy vọng tìm được một con đường sống dâm muôn vạn nẻo chết chàng vẫn giữ nguyên trưởng thế để cứng chạm cứng với mộ ma bà ầm và ngay khi tiếng chạm kình vang lên cho dù là muộn hà tĩnh lượng cũng quay người và hất tiếp trưởng thứ hai vào vòng kiếm quang chập trùng của lão ma kiếm ầm xoạt hự một bên người nhuộm máu đỏ do một vết thương khá nặng Hà tính lượng chưa kịp định thần thì nghe một tiếng quát lớn của lão ma kiếm. Tiểu tử còn chưa chịu nằm xuống ư xem kiếm véo. Hồn bất phụ thể Hà Tĩnh lượng vừa đưa chân bước lùi vừa kêu khổ trong lòng. Tuy nhiên đúng lúc ấy mộ ma bà chợt thô hoán lên. Lão ma trong máu của hắn có độc hãy lưu mạng hắn lại đã. Vầng kiếm quang đang lao đến đột nhiên dừng lại. Hà Tĩnh lượng chưa kịp có phản ứng thì hai mắt bỗng hoa lên vút một bóng nhân ảnh nao đến và khống chế ngay vào huyệt đạo của chàng bóng nhân ảnh đó còn cười lên ngạo nghễ lần này thì ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta như ba năm trước ha 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 giọng nói đó chàng cười này chính là do mụ cử ma bà phát ra trong cơn đắc ý té ngồi xuống hà tĩnh lượng vợt nhìn thấy lão ma kiếm đang loay hoay tìm cách tẩy vết cho thanh kiếm của lão vì qua chiêu kiếm vừa rồi lão tuy đắc thổ và gây cho hà tĩnh lượng một vết thương thì huyết độc trong người chàng lại dính vào kiếm của lão. Tiếp đó Hà Tĩnh Nợ còn nhìn thấy tia mắt đầy thỏa mãn của chắc Ngọc Cơ về chàng đang gặp kiếp nạn. Ngoài ra Hà Tĩnh Nợ có phần kinh nghi khi đọc được sự ngơ ngác trên nét mặt của Hồng Phi Bằng. Qua những nét mặt đó và qua diễn biến vừa xảy ra, Hà Tĩnh Nợ hiểu rằng sự liên tay của mộ ma bà nhằm đối phó với chàng ắt phải có liên quan đến chắc Ngọc Cơ. Và trong khi chàng đang phải khốn đốn trước sự liên thủ lợi hại của nhị ma thay vì chạy đến cứu giúp chàng thì chắc Ngọc Cơ đã nhân cơ hội đó thổ lộ ít nhiều về thân thế cho Hồng Phi bằng biết. Và mọi việc ngay tức khắc được minh bạch khi Hà Tĩnh Nượng nghe mộ cử ma bà bà do hỏi chàng. Tiểu tử ta nghe nói ngươi là kẻ biết rõ so về thân thế lai lịch của của Hồng Phi bằng có đúng như thế không? Ánh mắt của chàng lập tức nhìn thấy tia mắt tinh quái của chắc Ngọc Cơ. Hà Tĩnh Nượng tỉnh ngọ vào quắc mắt nhìn chắc Ngọc Cơ phẫn nộ. Bốp! Không nghe Hà Tĩnh nượng đáp lời Mụ ma bà nền vung tay đánh vào một bên mặt của chàng một cái đau điếng Thế nào ngươi không chịu nói à Hiểu rõ là do chắc Ngọc Cơ cố tình ám hại Hà Tĩnh nượng nuốt giận và tìm cách trả đũa Chàng vỡ kêu Hồi thứ 21 Về lại hồng gia rõ tự sở Giang hồ biến loạn khởi phong vân Chắc giáo chủ những gì tài hạ biết về Hồng Phi bằng đại ca là do chính miệng giáo chủ nói ra kia mà. Sao giáo chủ không giúp tài hạ giải thích cho nhị vị tiền bối nghe? Một quay lại mụ ma bà rít lên, tiểu liễu đầu ngươi là giáo chủ và ngươi cũng biết tất cả ư. Ừ. Thế nhưng do lanh lợi có thừa chắc Ngọc Cơ vì đã lường trước điều này, nên đã giải thích tất cả cho Hồng Phi bằng hiểu. Vì thế chắc Ngọc Cơ đâu cần đáp lời, Hồng Phi bằng vội lên tiếng nói thay. Cửu ma tiền bối ra mọi đã nói tất cả với ván bối rồi, bản thân văn bối và gia muội đúng là dưỡng tử của hồng gia riêng gia muội vì may mắn hơn đã tìm hiểu được thân thế hiện là giáo chủ ngũ độc giáo còn phần văn bối thì mấu chốt là ở tiểu lượng hà tĩnh lượng nghe thế phải kêu khổ trong lòng vì mụ ma bà đang quay lại tiếp tục tra vấn tiểu tử tội của ngươi trước kia ta còn chưa hỏi đến bây giờ ngươi đã rơi vào tay ta ngươi còn bướng bỉnh được nữa sao hà tĩnh lượng bật kêu thật sự tại hạ không hề biết gì về thân thế của hồng phi bằng đại ca Tiền bối dù có giết tại hạ tại hạ cũng không thể nói khác được Giọng the thé đầy giận dữ của mộ ma bà liền cất lên Giết người ư ừ, người tưởng ta không dám hở Hà tính nợ đâm hoảng Trước kia chẳng đã được một lần làm cho mộ ma bà vỡ mộng Mộ không thể chiếm đoạt chân nguyên của chàng Cùng với dược lực của huyết huyết dị độc quả Khi được phối hợp với hạc đỉnh hồng của lão nam hải cư sĩ Giờ đây lại thêm việc này nữa Là do ả chắc ngọc cơ hãm hại Mộ ma bà đâu dễ gì buông tha cho chàng chàng hốt hoảng kêu lên nhưng có một nơi nếu nhị vị tiền bối đích thân dò hỏi có khi sẽ biết được manh mối mộ ma bà rít lên là nơi nào ta mong ngươi nói thật để tránh họa sát nhân chàng đáp là quần kiếm hỏi mộ ma bà giật mình rồi lại cười lên ngạo nghễ hả ha ha quần kiếm hỏi ư trên đời này làm gì có băng phái nào lại có tên là quần kiếm hỏi ngươi chưa thấy quan tài nên chưa xa lụy phải không Hà Tĩnh Nượng có phần bất ngờ vì đến mộ cửa ma bà bà cũng không biết gì đến quần kiếm hội. Tiền bối không biết đấy thôi, thật sự là có quần kiếm hội hơn nữa. Thế nào ngươi lại định bịa ra điều gì nữa đây? Hà Tĩnh Nượng dù tin rằng chàng khó lòng làm nay chuyển được sự nghi ngờ của mộ ma bà, nhưng nói thì chàng vẫn nói chàng đáp nhả. Hồng thu lãnh trang chủ hồng ra trang là người của quần kiếm hội, số hiệu của lão là thập nhất. Mộ ma bà bật cởi thế thế. cười the thế. Hè 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 và mộ vươn tay như muốn dùng thủ đoạn để bước công hà tĩnh lượng bất ngờ lão ma kiếm đột nhiên lên tiếng mộ hãy chậm tay đã đang lúc mộ ma bà và bao nhiêu người đương diện đều tỏ ra ngơ ngác trước sự can thiệp của lão ma kiếm thì lão lại khoa chân tiến lại gần hà tĩnh lượng lão bảo ngươi vừa nói những gì ngươi thử lặp lại xem không ngớt ban khoan hà tĩnh lượng lặp lại hồng thung lãnh là người của quần kiếm hội số hiệu thật nhất không như Hà Tĩnh Lượng nghĩ, lão ma kiếm không hề tỏ ý nghi ngờ như một ma bà ngược lại lão lạnh giọng hỏi tiếp. Ai nói cho ngươi biết điều này? Có phần nghi ngờ trước thái độ kỳ quặc của lão ma kiếm Hà Tĩnh Lượng hỏi ngược lại lão. Tiền bối có biết về quần kiếm hội ư? Lão nạt ngang. Biết hay không biết đó là việc của ta Việc của ngươi nào phải đáp lời ta Nói nhanh lên nào tiểu tử Chàng đành để dạ nghi ngờ và đáp lại Không do ai nói tự tại hạ tìm hiểu và biết được Lão vội hỏi Ngươi tìm hiểu như thế nào? Nói. Hà tĩnh lượng đáp. Có một lần tình cờ tại hạ lọt vào một bí thất ở Hồng Gia. Ở Hồng Gia Trang có bí thất ư? Có và còn có bí đảo dẫn ra bên ngoài nữa. Hờ ngươi đã nhìn thấy gì ở bí thất? Một thanh ngân tiểu kiếm. Ngân tiểu kiếm? Nó có hình dạng như thế nào? Không dài hơn lòng bàn tay. Một mặt có ba chữ quần kiếm hội. Mặt còn lại là số hiệu thập thất. Sao ngươi biết đấy là vật của Lão Hồng? vì bí thất đó chỉ có một mình hồng trang chủ biết thôi ngoài ra ngươi còn nhìn thấy gì nữa không hà tĩnh lượng phân vân một lúc rồi nói còn một mảnh hoa tiên trên đó là bút tích của hồng trang chủ Mảnh hoa tiên viết gì có viết nói hay không nói cho hội chủ biết về tung tích của của ai hà tĩnh Nượng đành phải nói thật của tà kiếm ma kiếm giật mình tà kiếm ư lão hồng có biết về tung tích của tà kiếm ư tỏ ra vội vàng ma kiếm lại hỏi ngươi còn nhớ cách thức đi vào bí thất đó không chàng đáp còn nhớ lão bảo ngươi sẽ được ta buông tha nếu ngươi đưa ta đến đấy đến lúc này mộ ma bà lên tiếng nói chen vào lão ma làm gì vậy lão đừng quên mục đích của bọn ta là ma kiếm xua tay Mộ yên tâm nếu thật sự có mật thất ở hồng gia Trăng. đương nhiên phải có lời giải thích cho thân thế của kính nhi chúng ta đi đến đó khác biết nhưng việc gì lão lại hứa buông tha cho tiểu tử ma kiếm quắc mắt nạt lại mộ bất tất phải nhiều lợi nếu mộ muốn tìm lại cốt nhục của mộ cứ đi theo ta thì hơn rút lời long ma kiếm liền khom người sách bổng hà tĩnh lượng lên chợt nhớ đến khắp người hà tĩnh lượng đều dính đầy huyết độc lão liền ném trở xuống mộ ma bà hậm hực đưa tay đón lấy hà tĩnh lượng và rít lên đi thì đi hở tuy nói thế nhưng mộ ma bà vẫn đứng nguyên vị và nhìn sang hồng phi bằng và trác ngọc cơ hồng phi bằng vì muốn tìm hiểu thân thế nên không ngần ngại lên tiếng tiền bố yên tâm vắn bối cũng muốn đi Mộ ma bà hớn hở thúc khối Hay lắm chúng ta đi nào Vút vút Dù hà tĩnh lượng không thể nhớ đích xác phương hướng đi vào bí đạo Nhưng do đó là nơi gần với chỗ chàng đã gặp và ăn nhầm huyết huyết dị độc quả Nên đã có mộ ma bà dẫn đường Đúng như Hà Tĩnh Lượng đã nói, bí đạo thật sự đã đưa mọi người vào đến bí thất. Dưới ánh hỏa quang được mọi người mang theo, hiện trạng trước kia của bí đạo như thế nào liền đập vào mộc quang của hà tĩnh lượng như thế ấy vì huyệt đạo vẫn còn bị khống chế hà tĩnh lượng đành ngồi im nhìn bọn họ bốn người đang tha hồ lùng sục khắp bí thất của hồng thu lánh và chàng không thể không nhìn thấy sắc mặt hết sức quái dị của lão ma kiếm lúc lão trông thấy thanh ngân tiểu kiếm kể từ đó lão ma kiếm chật nặng nề hẳn đi lão biếng nói biếng trả lời cho dù mộ ma bà luôn thúc khối lão phải tìm cho bằng được tất cả những gì có liên quan đến thân thế của hồng phi bằng được một lúc khá lâu Hà tính lượng mới nghĩ đến việc phận công tự giải huyệt. Và chàng vội nhắm mắt lại và ngủ như không muốn quan tâm đến hành vi của mọi người nữa. Hà tính lượng chỉ giật mình sực tỉnh khi nghe mộ ma bà kêu lên. Đây rồi. Chàng mở mắt ra và nhìn thấy chỉ có mộ ma bà đang cùng Hồng Phi bằng và chắc ngọc cơ trộm đầu vào nhau để cùng nhìn ngắm một vật. Không thấy não ma kiếm đâu. Mộ ma bà bỗng rũ lên. Đúng rồi đây là tấm lụa mà 20 năm trước ta đã quấn cho kính nhi lão ma nó thử nhìn xem khi đó kính nhi tuy đã lên ba nhưng vẫn thích khi được quấn tấm lụa này lão ma nó đâu rồi đến lúc đó mộ ma bà mới phát hiện sự vắng mặt của lão ma kiếm mộ nạt thoại hà tính lượng tiểu tử ngươi có nhìn thấy lão ma đi về phía nào không chàng ngơ ngác vãn bối không biết ngươi vẫn ngồi đây làm gì ngươi không thấy lão ma đi đâu chàng lắc đầu quẩy quẩy Văn bối vì mệt nên có thiếp đi một lúc do đó Chắc Ngọc Cơ lên tiếng Hà tính lượng ngươi đừng dở tròn nữa Ngươi mà mệt ư ừ, Nói đi Có phải ngươi đã trông thấy những vì oán hận Nên ngươi không chịu nói phải không Lời của chắc Ngọc cơ như dầu đổ thêm vào lửa đỏ mộ ma bà giết lên Tiểu tử tính mạng của ngươi đã ở trong tay cửu ma bà bà ta Ngươi tưởng bướng mấy ta mà được sao Chẳng lắc đầu thở dậy Thấy thì không thấy nhưng ván bối có phần nào đoán được Lão đi đâu chàng đáp nhẹ Theo tại hạ có lẽ là đi tìm hội chủ quần kiếm hội Dựa vào đâu mà ngươi dám đoán như thế Chàng bảo Dựa vào thần sắc của ma kiếm tiền bối Văn bối còn nghĩ rằng ma kiếm tiền bối không những đã biết quần kiếm hội chủ là ai Mà ma kiếm tiền bối còn có thể là Có thể là gì Là người của quần kiếm hội Mộ ma bà và chắc ngọc cơ cùng giật mình Là người của quần kiếm hội ư Mộ ma bà còn bảo Này ngươi không được đoán cản phu quân của ta từ khi hành tẩu giang hồ cho đến tận bây giờ đến việc kết giao bằng hữu còn không có làm gì có chuyện lão lại gia nhập quần kiếm hội gì đó như ngươi nói hà tính lượng đáp lại thì văn bối chỉ nói là có thể thôi chứ đâu phải khẳng định nhưng tiền bối cần gì phải lưu tâm việc của phi bằng đại ca ra sao rồi câu hỏi của hà tính lượng liền đưa mộ ma bà trở lại thực tại mụ không cầm được nước mắt khi kêu lên kính nhi của ta chính là phi bằng phi bằng chính là kính nhi của ta hai tử phụ thân ngươi ở họ tử nguyên tên của hai tử là tử kính nghe thế hà tĩnh ngậm liền đứng dậy việc của tài hạ đến đây là xong phu quân của mộ thì biết rõ việc họ hồng là người của quân kiếm hội mộ thì minh định được thân thế của lệnh lang tài hạ đi được rồi chứ mộ ma bà giật mình tiểu tử anh đã giải huyệt cho ngươi hà tĩnh ngậm ông dung vươn vai không ai cả là do tại hạ tự giải khai mộ rít nên Ngươi giải khai được thì sao ta đâu dễ gì buông tha cho ngươi đỡ. Hà tĩnh lượng lặng người nhảy tránh và cười phá lên. Nếu chỉ có một mình mộ thì việc khống chế tại hạ mộ đừng nên vọng tưởng. Mộ nói đi lục xảo ngọc hiện giờ đang ở đâu có phải mộ đã hạ sát nàng rồi không? Không ngờ Hà tĩnh lượng đã không sợ mộ này còn dở giọng hĩ lộng nữa. Mộ ma bà vung trần tứ tung vì không nhìn thấy được phân vị của chàng. Tiểu tử nếu ta đã giết lục xảo ngọc thì sao ngươi dám giết ta để báo thù cho ả à? không? Chẳng có mộ đúng là cửu dương trưởng nên nhiệt khí đương nhiên phải tỏa ra. Nhưng do hà tĩnh lượng lại ẩn hiện ở phía có bĩ đạo nên luồng khí mát dịu từ bên ngoài thổi vào đó giúp chàng dễ dàng hô hấp. Ngọc lại những kẻ phải chịu nóng bước lại nào bản thân mộ vào từ kính với chắc ngọc cơ. Tuy phải chịu cảnh nóng bước đến ngộp thở nhưng từ kính lại lên tiếng thay cho hà tĩnh lượng. Từ kính kêu lên Cửu ma tiền bối bảo sao lục xảo ngọc nào đã bị tiền bối hạ sát. Nhớ lại mối hảo cảm trước kia tử kính tức hồng phi bằng đã dành cho lục xảo ngọc. Hà tĩnh nợ nói khuệt tuyệt ra. Từ kính đại ca sau thảm biến ở hồng gia trăng. Lục tiểu thư bị rơi vào tay lệnh đường vì không cam tâm nắm môn đại của lệnh đường lục tiểu thư đã. Thoáng nghe qua mộ ma bà chợt hiểu ra sự quan tâm của từ kính dành cho lục xảo ngọc. Mụ bối rối kêu lên. Lục Sảo Ngọc ấy còn sống À bây giờ là đệ tử của thiên hạ Mỹ Vương Kiếm Từ kính hớt hải hỏi cửa ma tiền bối nói thật không Sảo Ngọc hiện ở đệ nhất kiếm trang ả à? Mộ ma bà chưa kịp trả lời Thì có tiếng chắc Ngọc Cơ kêu ẩm lên Đứng lại Hà Tĩnh Lượng Đứng lại Hóa ra Hà Tĩnh Lượng ngay khi được tin của Sảo Ngọc nên động thân bỏ đi và bị chắc Ngọc Cơ phát hiện Mộ ma bà định đuổi theo Thì bị từ kính giữ lại Tiền bối hãy trả lời cho ván bối đã Mộ dừng lại và than oán Hai tử Cho đến giờ hai tử vẫn chưa gọi ta là mẫu thân sao Do không muốn Hà Tĩnh Nượng dễ dàng bỏ đi như thế Chắc Ngọc Cơ liền đuổi theo vút Để lại từ kính hồng phi bằng và mụ ma bà Giải quyết cho xong những tự sự thẩm kín Hà Tĩnh Lượng vừa ra khỏi bí đạo liền biến sắc Chẳng dừng lại và kịp ngăn chắc Ngọc Cơ Không cho nàng tự lao đầu vào chỗ chết Vâng thưa quý vị và các bạn trên đây đã kết thúc phần thứ sáu tiểu thuyết hắc chỉ công của tác giả giả cổ long nếu các bạn thấy hay xin hãy vui lòng like chia sẻ đăng ký và ủng hộ cho kênh xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo